Đây là bài dưỡng thiền ngủ trưa ngon giấc. Bài thiền ngủ trưa giúp các bạn có những khoảnh khắc thư giãn giữa giờ làm việc, học tập hay cuộc họp, giúp bạn làm chủ cảm xúc, dọn rác cho tâm trí, tái tạo năng lượng, cải thiện sức khỏe toàn diện, tăng năng suất làm việc và vượt qua những áp lực căng thẳng hàng ngày. Nếu yêu thích những bài dẫn của Hiên Dương, các bạn hãy bấm đăng ký kênh Thiền Hiên Dương và nhấn nút mở chuông để nhận được những video mới nhất nhé. Bài thiền cũng có thể áp dụng thay thế hoàn toàn một giấc ngủ trưa trọn vẹn, giúp bạn tỉnh táo, sáng tạo, minh mẫn, nhanh chóng quay trở lại các hoạt động một cách sinh lực, khỏe mạnh và có những giờ học tập, làm việc chất lượng. Bạn hãy chọn cho mình một tư thế thoải mái, nằm và ngồi tựa lưng, xuôi chân đều được bạn nhé. Kể cả bạn đang ở văn phòng, một điểm công cộng, bạn chỉ cần tìm một vị trí để thân thể vững chãi, thả lỏng thảnh thơi và làm theo hướng dẫn của Hiên Dương. Hãy từ từ nhắm mắt lại, không cố gạt suy nghĩ ra khỏi đầu. Hãy lắng nghe và đón nhận mọi âm thanh, tiếng ồn và đón nhận mọi cảm giác. Bạn không cố thư giãn. Hãy để sự thư giãn diễn ra tự nhiên. Hãy hít thở một cách tự nhiên, không gồng lên đếm hơi thở. Mỗi lần hít vào, thở ra là một lần cảm nhận toàn thân thể được lắng dịu, bình an. Thả lỏng vùng đỉnh đầu của bạn, cảm nhận từ giữa đỉnh đầu có một dòng năng lượng đang massage giúp bạn thư thái. Đỉnh đầu của bạn nhẹ dần đi, nhẹ dần đi. Nếu đỉnh đầu có cảm giác căng nặng, hãy buông hoàn toàn cảm giác đó trong tâm trí của mình bạn nhé. Các cảm giác tại đỉnh đầu buông lỏng dần, và bạn thư giãn sâu hơn, sâu hơn. Hãy tiếp tục thả lỏng vùng trán, thả lỏng hai mắt. Các tế bào tại trán và hai mắt được giãn ra, xuôi nhẹ xuống, xuôi nhẹ xuống. Cơ mặt của bạn đang căng được giãn ra. Bạn cảm nhận đôi môi khép hờ của mình, cảm nhận luồng khí mát tại đầu chóp mũi. Bạn cảm nhận hơi thở kỳ diệu trong sự tĩnh lặng của tâm trí. Ta cảm nhận được hơi thở nhỏ bé kỳ diệu. Hít vào, thở ra, hơi thở nhẹ dần, nhỏ dần, mềm dần, mịn dần. Rồi bạn cảm nhận ra sau đầu, hãy thả lỏng vùng sau đầu, thả lỏng cổ và hai vai. Ta gửi yêu thương và biết ơn
tới đôi vai gánh vác biết bao trách nhiệm của mình. Tiếp tục thả lỏng cột sống lưng, thả lỏng vùng lồng ngực và vùng bụng, thả lỏng các khớp chân, khớp tay, thả lỏng các bắp chân, bắp tay, các ngón chân, ngón tay. Bạn chìm dần sâu hơn vào sự mênh mông vô tận và bình yên. Từng tế bào, từng mạch máu, toàn bộ cơ thể năng lượng đang kết nối sâu để khơi thông, tái tạo sự sống cho bạn. Bạn hình dung mình như trôi tới một nơi bình yên. Nơi ấy có thể là một bãi cỏ tràn đầy màu xanh, miên man tới chân trời. Nơi ấy có thể là một bãi biển với những con sóng nối tiếp dưới ánh mặt trời. Nơi ấy có thể là một dòng suối, một đỉnh núi tĩnh lặng, tĩnh lặng. Bạn hòa nhập vào không gian ấy, trôi nhẹ, an yên, an yên. Và rồi bạn đưa tâm trí trở về hơi thở mềm ấm của mình, trở về thân thể này. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng này, nếu bạn đang phân tán suy nghĩ, hãy đưa sự chú tâm trở về hơi thở của bạn, an trú trong hiện tại này. Không còn những lo lắng tương lai xa gần. Bạn đơn giản cảm nhận sự yên ắng hoàn toàn nơi tâm hồn mình. Bạn yêu thân thể này, và đây là lúc chăm sóc thân thể, tái tạo năng lượng trước khi quay trở lại ngày hoạt động bận rộn của bạn. Đỉnh đầu của bạn đang nhẹ dần, mọi căng nặng tan biến mất, chỉ còn cảm giác bình an. Bạn lắng sâu hơn để nghe nội tâm của chính mình. Hít vào, thở ra, thả lỏng đỉnh đầu và toàn thân. Hít vào, thở ra, thả lỏng đỉnh đầu và toàn thân. Hãy cùng tĩnh lặng 2 phút để từ từ cảm nhận và đi sâu hơn vào giấc ngủ.
Giờ đây, nếu trên thân thể có cảm giác khó chịu, bạn không phản kháng, không đè nén, chỉ để cảm giác đó diễn ra tự nhiên, thả lỏng tâm trí, bạn sẽ thấy cảm giác ấy hoàn toàn biến mất. Nỗi đau và sự khó chịu đang từ từ tan biến. Biết ơn giây phút thư giãn tuyệt vời này, mỗi tế bào, mỗi mạch máu đang tái tạo sự sống không ngừng. Sự bình an, tĩnh tại của tôi đang giúp tôi đi sâu hơn vào tiềm thức của mình. Giấc ngủ đang từ từ xâm lấn toàn bộ cơ thể của tôi. Hơi thở đang nhẹ dần, êm dịu. Năng lượng tái tạo không ngừng giúp tôi tỉnh táo và đạt sự trọn vẹn của chất lượng giấc ngủ. Biết ơn sự tĩnh lặng này, tôi đang thư giãn sâu hơn. Toàn thân tôi rung động buông lỏng hơn. Hít vào, thở ra tự nhiên. Đầu tôi đã nhẹ nhõm hoàn toàn. Hít vào, thở ra tự nhiên. Thân tôi thật mềm dịu, thảnh thơi. Hít vào, thở ra. Cảm giác khó chịu của tôi đang trút đi theo từng nhịp thở. Hít vào, thở ra. Tôi tràn đầy sinh lực, sáng tạo, minh mẫn, hạnh phúc để đón nhận những điều mới mẻ trong công việc và những mối quan hệ quanh tôi. Hít vào, thở ra. Tôi sẵn sàng với những điều đang và sẽ diễn ra. Tất cả đều là duyên lành để tôi trải nghiệm sắc màu cuộc sống, để trưởng thành hơn, yêu thương hơn. Hít vào, thở ra, tĩnh lặng, an nhiên. Hít vào, thở ra tự nhiên. Đầu tôi đã nhẹ nhõm hoàn toàn. Hít vào, thở ra tự nhiên. Thân tôi thật mềm dịu, thảnh thơi. Hít vào, thở ra. Cảm giác khó chịu của tôi đang trút đi theo từng nhịp thở. Hít vào, thở ra. Tôi tràn đầy sinh lực, sáng tạo, minh mẫn, hạnh phúc để đón nhận những điều mới mẻ trong công việc và những mối quan hệ quanh tôi. Hít vào, thở ra. Tôi sẵn sàng với những điều đang và sẽ diễn ra. Tất cả đều là duyên lành để tôi trải nghiệm sắc màu cuộc sống, để trưởng thành hơn, yêu thương hơn. Hít vào, thở ra, tĩnh lặng, an nhiên. Tôi thấy mình là một người bình an và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Mọi mệt mỏi tan biến, mọi căng nặng xua tan. Tôi tràn trề sinh lực và sự minh mẫn, tỉnh táo. Tôi mở căng các giác quan và tâm trí để sau khi thức dậy giờ ngủ trưa, tôi đón nhận những điều tuyệt vời, tích cực từ cuộc sống ban tặng cho mình. Tôi yêu bạn
tôi yêu cuộc sống này. Và bây giờ bạn có thể trôi theo tiếng nhạc thiền bạn nhé. Thank you.
Thank you.